Ủy ban dân tỉnh Đồng Nai vừa triển khai thực hiện khảo sát ý kiến người dân về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính năm 2023. Theo đó, việc khảo sát diễn ra từ nay đến hết ngày 5 tháng 12 năm 2023 bằng các hình thức như qua điện thoại đối với đối tượng thực hiện thủ tục hành chính tại các cấp, qua thư điện tử đối với các trường hợp đã giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến từ email cải cách hành chính a@domnai.gov.vn. Còn tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp, người dân sẽ được hướng dẫn để truy cập phiếu khảo sát điện tử tại địa chỉ khảo sát.gạch nối cải cách hành chính.domnai.gov.vn/bản-hỏi mã QR tại các quầy giải quyết thủ tục hành chính. Ngoài ra, người dân có thể truy cập bản hỏi thông qua cổng hành chính công tỉnh Đồng Nai trên Zalo tại Thanh Menu tra cứu và chọn đánh giá hài lòng. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng cho biết việc khảo sát lấy ý kiến từ người dân doanh nghiệp sẽ là cơ sở quan trọng để các cơ quan đơn vị địa phương đánh giá và cải thiện chất lượng dịch vụ công trong thời gian tới.